chơi nha, không chơi nha, không có những hành động uy hiếp. Cái này chắc có mấy con nó kỵ lẫn nhau, tôi xin đi khách lẫn nhau. Có gì chọn giết trước thì sao cũng là không có bằng đấy. Té nè, đúng rồi, té té té, phải đâm đâm. Sao lại té? Cũng phải vô mũ nào. Rồi, nó té khều cái đi. Rồi, đúng rồi, xong rồi đúng không? Rồi, chưa quất. Quất đây, quất đây. Đi hình là test mà. Rồi, test, lần này test thì nữa, quánh rồi mà. Quánh hay test bạn, giờ đúng không? Rồi, chơi. Rồi, hai bên biết hình rồi, xong rồi. Thôi. Rồi, con bé cho người ta. Thương quá, đi gặp con bé cho người ta. Chân kia dài quá. Trời ơi. Sai rồi. Trời ơi. Chưa chân đi tới con này. Ui ghê vậy. Má nó đá mà nó còn. Ôi thôi, trời ơi. Bậy quá, Quỳnh Tiên. Hên chưa hiểu chữ cuối này nha. Anh làm không vậy đó, chặn con mèo đây. Vấn hồi nãy uy hiếp. Đó, đỡ tay cam, bật mèo luôn, quýt mèo luôn. Quýt mèo luôn Vinh. Hồi nãy nghiêu mèo là cái gì? Urico á. Két. Mèo két. Két thì đó, ừ, đúng rồi. Hôm nay ghi được con nào? Cầm kiếm. Em đi vô. Tại bên phải. Đúng rồi. Con đồng phai chế mơ, chế mướn chứ không đồng trong với con giáp. Ui. Rồi, giấu nghề. 3 cây. Có vẻ rất đúng rồi, cái con chim đúng là con tổ khác nhỉ. Ok. Con mèo nhanh nhở. Đúng con tổ khác nhỉ. Thấy con tổ con mua. Ui. Kỳ quá ha. Con tổ con mua khác. Mày này. Ui. Mày tiếp mày. Đúng rồi. Kìa. Tôi phát Chém hộ đi, chém hộ cái, hộ cái.